Kính chào quý khán thính giả. Khi học nghe và học đọc tiếng Anh có những cụm từ chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn. Hôm nay video này, Mr. Định xin chia sẻ những cặp từ như vậy. Bên phía tay trái màn hình là những câu mà quý khán thính giả có thể đọc hoặc nghe thấy. Còn bên phía tay phải là những điều mà quý khán thính giả nghĩ. Ví dụ quý khán thính giả nghe thấy Việt Nam has 54 peoples. Khi đọc và nghe thấy câu vừa rồi, quý khán thính giả sẽ nghĩ ngay trong đầu. Câu này nghe có vẻ bất hợp lý. People vốn có nghĩa là người, và nó đã là danh từ số nhiều rồi, sao lại có S đi sau. Nhưng quý khán thính giả cần biết rằng people khi thêm S nó sẽ thành danh từ có nghĩa là dân tộc. Việt Nam has 54 peoples. Việt Nam có 54 dân tộc. tiếp theo There aren't any sweets in the box chẳng có tí ngọt nào trong hộp ý nghĩ tiếng việt trong đầu câu này chẳng có nghĩa gì cả chẳng có tí ngọt nào nhưng sweets quý khán thính giả hãy nhớ rằng tính từ là ngọt ngào nhưng khi thêm s thì lại thành cái kẹo như vậy câu There aren't any sweets in the box chẳng có cái kẹo nào trong hộp Tiếp theo, we are live now. Chúng ta sẽ nghĩ ngay trong đầu hiện tại chúng tôi sống. Ồ, câu tiếng Việt này nó có nghĩa như vậy sao? Bởi cái từ live viết giống hệt từ live, sống nhưng cách đọc lại khác nhau. Life là tính từ đi sau to be còn live thì đi sau chủ ngữ. Vậy câu này có nghĩa là hiện tại chúng tôi đang phát trực tiếp, we are live now. Vậy quý khán thính giả hãy ghi nhớ live là động từ sống còn live là tính từ trực tiếp. Tiếp theo, I will present in 15 minutes, tôi sẽ có món quà trong 15 phút nữa, có phải như vậy không? Chúng ta chú ý vào từ present. Từ này viết giống hệt từ present, món quà, nhưng động từ thì là thuyết trình, còn danh từ là món quà hay hiện tại. Và câu ví dụ vừa rồi là tôi sẽ thuyết trình trong 15 phút nữa, I will present in 15 minutes. Vậy quý khán thính giả hãy nhớ, present là món quà hay hiện tại danh từ còn present là động từ có nghĩa là thuyết trình câu tiếp theo we have a lot of goods in stock chúng tôi còn nhiều tốt trong kho good là tính từ tốt nhưng khi thêm s nó lại thành danh từ không còn nghĩa là tốt nữa mà chuyển thành hàng hóa we have a lot of goods in stock chúng tôi còn nhiều hàng hóa trong kho Vậy quý khán thính giả hãy nhớ good là tính từ tốt nhưng goods thêm s thì lại là danh từ hàng hóa. Chúng ta cùng tới với ví dụ tiếp theo. My mother loves walking in woods. Mẹ tôi rất thích đi bộ trong gỗ. Chúng ta cùng chú ý vào từ woods. Wood không có s thì là danh từ gỗ nhưng khi thêm s lại biến thành rừng. Ví dụ vừa rồi có nghĩa là mẹ tôi rất thích đi bộ trong rừng. My mother loves walking in woods. Vậy quý khán tính giả hãy nhớ wood không có s là gỗ còn thêm s thì thành rừng. Câu tiếp theo, I'd like to talk about the custom of the village. Tôi muốn nói về hải quan của ngôi làng, ngôi làng lại có hải quan ư? Nghe rất phi lý. Nhưng từ custom viết giống hệt hải quan nhưng đây là từ phong tục. Tôi muốn nói về phong tục của ngôi làng. I'd like to talk about the custom of the village. Và khi thêm S nó mới thành hải quan. Quý khán thính giả hãy nhớ như vậy, custom không S là phong tục. Khi thêm S, customs thì lại thành hải quan. Ví dụ tiếp theo, I really want to tear the paper. Tôi thực sự muốn nước mắt tờ giấy đó. Tear viết giống hệt từ nước mắt. Nhưng quý khán thính giả hãy nhớ, tear là xé, còn tear mới là nước mắt. Tôi thực sự muốn xé tờ giấy đó. I really want to tear the paper. Như vậy từ này tear là động từ xé, còn tear danh từ nước mắt. Câu tiếp theo: It's hot inside the car. I want to wind the window. Trong xe nóng quá, tôi muốn gió cửa sổ. Sao lại là gió cửa sổ? Từ wind viết giống hệt từ wind là gió, nhưng cách đọc lại là từ wind. Wind là động từ cuốn hay cuộn hay quay. Như vậy trong câu này, chúng ta phải dịch là trong xe nóng quá, tôi muốn kéo cửa sổ xuống. Và quý khán thính giả hãy nhớ, wind là gió nhưng đọc là wind thì có nghĩa là quấn, cuộn, động từ. Câu tiếp theo, he seems fairly content with his life. Anh ấy có vẻ khá nội dung với cuộc sống của anh ấy. Câu tiếng Việt này chẳng có nghĩa gì cả. Tại sao lại khá nội dung với cuộc sống? content viết giống hệt danh từ content nội dung, cách phát âm chỉ khác nhau ở một tiểu tiết nhỏ thôi. content là nội dung, còn content là tính từ đồng ý, hài lòng với. Quý khán thính giả hãy nhớ content tính từ hài lòng, còn content là nội dung. Tiếp theo. He admitted that he had deserted the army. Anh ta thừa nhận anh ta đã sa mạc quân đội. Tại sao lại sa mạc quân đội? Vì từ desert giống hệt từ sa mạc. Nhưng quý khán thính giả hãy nhớ rằng sa mạc là desert, còn desert là động từ rời bỏ bằng từ leave. Như vậy câu vừa rồi, anh ta thừa nhận anh ta đã đảo ngũ. Ví dụ tiếp theo. He has a minute hand. Anh ta có một bàn tay phút. Câu này có nghĩa như vậy sao? Nó chẳng vào tai gì cả. Từ minute ở đây không phải là phút mà từ này có nghĩa là nhỏ xíu, rất nhỏ mà chúng ta phải đọc là minute. Minute. He has a minute hand. Anh ta có một bàn tay nhỏ xíu. Vậy quý khán thính giả hãy nhớ minute là danh từ phút còn minute là tính từ rất nhỏ. Như vậy vừa rồi trong tiếng Anh Mr. Định đã chia sẻ những cặp từ khi quý khán thính giả nghe và đọc chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn vì chúng chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ trong phát âm hay thêm chữ s vào sau là thành từ khác rồi. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và theo dõi. Thank you for watching and goodbye.